Xin chào, tôi là Catherine Hoa cùng với Caprinia Anthony. Chúng tôi là biên tập viên của tạp chí Low Creative Ideas. Và chúng tôi sẽ trình bày dự án của tháng này là làm khung hình lưu Site. Dễ làm lắm, dễ thiệt đó. Và vui lắm bởi khi quý vị mời bạn bè tới ăn tiệc, họ sẽ mang theo những bức ảnh ưa thích, có thể là những tấm bưu thiếp sau một chuyến đi gần đây. Nào, bây giờ chúng ta lên danh sách những vật liệu. Chẳng có gì nhiều đâu, phải không? Phải, chỉ vài món thôi, hai tấm lưu Site và chiếc kẹp bằng sắt. Ở lô tìm đâu thấy những cái thứ này vậy? Cả hai đều có ở khu vực liệu bằng sắt Dễ tìm lắm À và cũng đừng quên băng dính hai mặt nữa Đúng rồi Vậy chúng ta bắt đầu đi nhé Bước đầu tiên hãy cầm tấm lưu sai lên Xé lớp giấy phủ đi Tuyệt lắm Chúng ta đặt bức ảnh hoặc tấm bưu thiếp vào đây Ngay chính giữa Và dán một miếng băng dính hai mặt ở phía sau Đúng thế Sẵn sàng đặt tấm thứ hai Và giữ hai tấm lại với nhau Trong lúc gắn những cái kẹp Những chiếc kẹp bằng sắt Hôm nay chúng tôi dùng kẹp màu đen, nhưng cũng có các màu khác. Màu vàng chrome trông cũng rất tuyệt. Đúng thế, quý vị sẽ gắn bốn góc vào và tác phẩm hoàn tất sẽ giống như thế này. Tôi rất thích kích cỡ 8 x 10 này, nhưng cũng có thể dùng những cái tấm á quy lịch lộng lẫy với cái kích cỡ 18 x 24 trông rất là đẹp. hãy ghé thăm dự án creative ideas tháng tới tại lowes com vietnamese